Chào các anh em thân mến của Mr. Sui. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ta đã có một vụ cướp Enbox ngay tại căn cứ của Mỹ, khiến hàng loạt máy bay bốc hơi và một chiếc bị bắt giữ làm tù binh. Tác giả của trận đánh ấy không ai khác ngoài các chiến sĩ của lực lượng đặc nhiệm GRU. Phi vụ vào rừng đối phương cướp bùa này diễn ra như thế nào? Tại sao người Liên Xô phải cướp máy bay ấy? Và nó có ý nghĩa gì đối với Việt Nam chúng ta? Mời anh em hãy cùng vào video để theo dõi nhé! Tại Liên Xô ngày trước và Nga hiện nay, có rất nhiều đội đặc nhiệm, tình báo với rất nhiều cái tên khác nhau như Dân ủy Nội vụ NVKD, FSB, Tổng cục An ninh Liên bang Nga, SVR, FSO. Tuy nhiên, nhắc đến đội đặc nhiệm có máu liều nhất, người ta sẽ nghĩ đến đội Spetsnaz theo thuật ngữ chuyên môn. Đây là những người đặc nhiệm chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, thuộc quyền quản lý của Tổng cục Tình báo GRU. Cái hồi mà xuôi vẫn còn rất enjoy những moments nhỏ nhất và làm cho các anh em về đặc nhiệm Liên Xô xuất hiện tại Việt Nam. Xuôi đã nhắc đến một phi vụ, đồ chùa không lùa Phật giận của đặc nhiệm Liên Xô. Video thì xuôi để bên góc phải nhá. Phải mất khá nhiều thời gian để xuôi đi tìm hiểu được tài liệu hoàn chỉnh để nói về các vấn đề cho các anh em. Chuyện là trong số chúng ta, ít ai biết đến lực lượng đặc nhiệm GRU của Liên Xô đã từng bí mật tham chiến tại Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung. Đó là thời gian chúng ta đang kháng chiến chống Mỹ. Để tránh việc phải lùm xùm với Mỹ và làm cho chúng ta có tài liệu tuyên truyền rằng Mỹ đang đánh nhau với Liên Xô, các đơn vị này chủ yếu hoạt động ở Lào và Campuchia. Trong thời gian chiến tranh diễn ra căng thẳng, Mỹ đã mang sang Việt Nam hàng trăm loại vũ khí khác nhau, có loại vô dụng nhưng cũng có loại hữu dụng. Đối với Liên Xô, họ cũng không ít lần đưa các đội đặc nhiệm của mình ra chiến trường để lấy thông tin về những loại khí tài hiện đại ấy. Những chiến dịch tình báo ấy diễn ra thầm lặng, như đã kể ở trên, chủ yếu chỉ diễn ra tại Lào và Campuchia, trong các khu vực có ít hoạt động của Mỹ và quân giải phóng. Và tất cả những nhiệm vụ ấy đến nay vẫn còn được đóng một con dấu tuyệt mật, vẫn chưa ai giải mã và công khai. Nhưng để sát muối ớt vào vết thương hở của người Mỹ, người Nga đã cho giải mã một nhiệm vụ. Nói về Liên Xô khi ấy, họ là một nước liên bang tập hợp của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó có những dân tộc xuất phát từ châu Á. Các lính đặc nhiệm Liên Xô sang Đông Dương thực hiện nhiệm vụ phải đáp ứng được hai tiêu chí cơ bản. Một là phải quân nhân gốc Á, sinh sống tại vùng viễn đông nước Nga. Thứ hai là họ phải là người có nước da vàng, thể hình nhỏ con, tương đồng với người châu Á. Hai tiêu chí cơ bản trên là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định một lính đặc nhiệm Liên Xô có thể sang Đông Dương thực hiện nhiệm vụ hay không. Vì chỉ cần người Mỹ phát hiện có sự xuất hiện của đặc nhiệm Liên Xô tại đây mà lại còn tấn công vào lính của họ, thì một cuộc thế chiến mới chắc chắn sẽ diễn ra và nó sẽ vượt qua biên giới ba nước Đông Dương. Cả Nga và Mỹ đều không muốn động đến gươm đao khi ấy, vì chỉ cần cuộc chiến ấy diễn ra, loài người chỉ còn nhặt đá ném nhau. Ngoài ra, khi đã nhắc đến Đông Dương, tất cả các trang bị của đặc nhiệm GRU Liên Xô đều phải đảm bảo chắc cú là đưa vào tay đội truy vết giỏi nhất thế giới, họ cũng không thể truy ra nguồn gốc. Quân trang như quần, áo, giày, dép, nón đều là những loại xưa nay không thuộc biên chế của Hồng quân. Nhãn mác trên tất cả số quân ấy đều tương tự tờ giấy nháp, bị xé bỏ. Ngày nay, bọn chuyên tiêu thụ xe gian có trỏ mài số khung, số sườn để thắp số muối vào. Thì ngày ấy, đặc nhiệm Liên Xô đến Đông Dương đều mài mòn hết số khung, số sườn trên súng của họ. Thậm chí, giấy tờ tùy thân cũng phải bỏ ở nhà hoặc đại sứ quán trước khi lên đường ra chiến trường. Bản đồ mà họ sử dụng ngôn ngữ gì? Tiếng Anh nốt. Trên tờ Công an Nhân dân của nước ta đã từng đăng tải tài liệu về một cách đánh của GRU trong kháng chiến chống Mỹ. Đây là một nhiệm vụ đã được giải mật về một trận đánh vào căn cứ sân bay của Mỹ trên đất Campuchia. Nhiệm vụ ấy chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. Căn cứ mà họ đánh vào là một căn cứ đang có sự hiện diện của máy bay AH-1, một loại trực thăng vũ trang thế hệ mới của Mỹ, có trang bị cả tên lửa đối đất dẫn đường và nhiều trang bị tối tân. Theo tài liệu được công bố mà xuôi tìm hiểu được, mốc thời gian diễn ra trận đánh là vào khoảng năm 1967 tại một căn cứ của Mỹ trên đất Campuchia, cách biên giới Việt Nam khoảng 30 km. Tên của căn cứ này là Flying John hoặc Flying Joe. Căn cứ có diện tích không lớn, chỉ có một trực thăng vận tải và 4 chiếc AH-1 Super Cobra quý giá của Mỹ. Lính Mỹ bảo vệ căn cứ này thì vô tư và hồn nhiên như cô em mới tập quẹt Tinder. Họ nói rằng, úi giời ơi, ai mà làm gì tụi em cơ chứ? Tụi em ở Campuchia, có chủ quyền mà. Và rồi đặc nhiệm GRU của Liên Xô xuất hiện và nói, bất ngờ chưa? Rồi cho lính Mỹ sốc tận óc, chiến lính đặc nhiệm GRU tấn công vào căn cứ này, phá hủy 3 chiếc Cobra và số máy bay khác tại căn cứ, tiêu diệt 15 lính Mỹ chỉ trong 20 phút. Chiếc Cobra thứ tư trong vụ cướp bùa trong rừng đối phương này được hai đặc nhiệm Liên Xô mang về miền Bắc. Tại đây, họ tháo gỡ nó ra, mang về Liên Xô để nghịch. Kết quả của vụ nghịch này là tên lửa phòng không vác vai Stella 2M ra đời. Ngoài ra, những điểm yếu của trực thăng, kinh nghiệm bắn máy bay cũng được Liên Xô truyền đạt lại cho Việt Nam chúng ta. Kể từ khi mất chiếc máy bay ấy, số lượng AH-1 Cobra của Mỹ chịu tổn thất tăng lên đáng kể. Như đã kể ở trên, do tuân thủ các quy tắc về bảo mật cũng như các đặc điểm Liên Xô quyết không để bị bắt, nên người Mỹ có bắc thang lên hỏi ông trời cũng không biết họ là ai, cho dù có đến 3 người lính đặc nhiệm Liên Xô phải nằm lại tại căn cứ Flying John. Cho đến tận bây giờ, khi Liên Xô tan rã đã rất lâu, tài liệu về trận đánh ấy được giải mật.
Người Mỹ khi biết căn cứ của mình bị tấn công và chiếc trực thăng ấy bị ai lấy đi thì chỉ còn thốt lên: "Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa đã chết rồi. Em nói em mệt rồi, mình dừng lại thôi." Từ khi đó Mỹ biết thì cũng đã quá muộn và không thể làm gì nữa. Vì Liên Xô còn tồn tại đâu mà đem lên Liên Hợp Quốc chỉ trích được. Video mà kết thúc ở đây thì ngắn quá. Thôi để xuôi kể cho anh em thêm ít thông tin bên lề nhá. Trực thăng AH-1 Cobra là một loại trực thăng hai cánh quạt, một động cơ do hãng Bell chế tạo. Động cơ, hệ thống cánh quạt và chuyển động của AH-1 đều tương tự như UH-1, nhưng tổng thể nhìn thon gọn hơn. AH-1 Cobra được ra đời vì yêu cầu nhiệm vụ của học thuyết chiến tranh hiện đại của Mỹ. Họ không thể đánh nhau một trận kéo dài hàng tháng đối với đối phương của mình, và cũng không thể vừa đánh vừa giữ vì đó là một nước đi chết người. Do đó, Mỹ cần những chiếc máy bay có khả năng yểm trợ mặt đất tầm thấp, duy trì hỏa lực hỗ trợ bộ binh đổ bộ và tiến công. Rất nhiều máy bay, kể cả bộ càng vàng UH-1, nhưng UH-1 thì lại dễ bị bắn hạ bởi hỏa lực của quân giải phóng. Do đó, một yêu cầu về thế hệ trực thăng vũ trang mới của Mỹ được sinh ra, phải được trang bị hỏa lực mạnh, giáp dày, khả năng cơ động, né tránh tên lửa vác vai. Nguyên bản đầu tiên của AH-1 Cobra là chiếc Bell 209. Khi đem lên bàn cân đo đong đếm như mấy bà cô bán gạo ở ngoài chợ, Bell 209 vượt trội hơn cả những đối thủ tham quan cuộc thử nghiệm. Ngày 7 tháng 9 năm 1965, Model 209 bay chuyến bay đầu tiên sau tháng 8 nghiên cứu và phát triển. Tháng 4 năm 1965, nó vượt qua các đối thủ và được ký hợp đồng đầu tiên với số lượng 110 chiếc giao cho quân đội Mỹ. Định danh ban đầu của nó là Huey Cobra. Cái tên Cobra hay Super Cobra là để chỉ cho mẫu AH-1G, phiên bản tham chiến đầu tiên của AH-1 tại Việt Nam. Sử dụng động cơ có công suất 1.100 mã lực, AH-1 Cobra có tốc độ tối đa lên đến 277 km/h, tầm hoạt động 570 km, bay tối đa 3.500 m, trọng lượng cất cánh tối đa 4,3 tấn. Vũ trang của nó bao gồm nhiều biến thể khác nhau, cơ bản nhất là hai khẩu minigun M134 7,62mm với 8.000 viên đạn, hoặc hai súng phóng lựu M129 40mm với 600 viên đạn. Cùng với đó là các ống phóng tên lửa FFAR Mighty Mouse cỡ 70mm, tối đa mang được đến 76 quả. Các hệ thống phụ trợ còn cho phép nó mang được 7 khẩu minigun 7,62mm cùng với một khẩu pháo Gatling XM195 20mm. Việc đáp ứng yêu cầu tấn công mặt đất giờ đây đã quá đơn giản. Tuy nhiên, kể từ khi để lọt một chiếc máy bay vào tay của Liên Xô, số phận của AH-1 khá là hầm hưu, ước tính có đến hơn 100 chiếc bị bắn rơi. Hiện nay, toàn bộ số AH-1 đời đầu và các biến thể trong thế kỷ 20 của nó đều đã được Mỹ cho về hưu, thay thế bằng AH-64 Apache. Tuy nhiên, một biến thể hiện đại của AH-1 mang tên AH-1Z Viper hiện vẫn còn đang hoạt động cho thủy quân lục chiến Mỹ. Chuyên mục bên lề và video đến đây là kết thúc. Xin chúc anh em có thật nhiều sức khỏe nhé. Nếu anh em có ý kiến gì hãy cùng để lại một comment, like và share video, cũng như đăng ký kênh Ngược Dòng Lịch Sử để ủng hộ Mr. Xuôi nhé. Giờ Xuôi đi nghiên cứu vài cái tính năng của kỹ thuật AH-1 đây. Xin chào!